ơn Jenny và Evelyn rất là nhiều. À, Bảo Trân này, Hằng Ni biết ngày xưa đó, Bảo Trân á, có tham gia trong những cái chương trình của thế hệ trẻ nhiều lắm. Wow. Có bao giờ mà mặc những chiếc áo dài với cái áo yếm nhảy như vậy không? Have you ever? Bảo Trân chỉ có mặc áo yếm ở dưới áo Tứ Thanh thôi, nhưng mà không có mặc áo yếm một mình. Vậy là các em ngày hôm nay sexy hơn ngày xưa. Yeah. Yeah, nhưng mà nói đến hồi xưa và tổ chức Tết Trung Thu ấy, thì Bảo Trân cũng sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Và Bảo Trân thắc mắc rằng là Hằng Ni và Lê Thái thì đã từng ăn mừng Tết Trung Thu ở Việt Nam rồi. What was Tết Trung Thu in Vietnam like? Thôi bây giờ hỏi anh Thái trước đi. Lúc mà anh Thái tại Việt Nam, anh Thái ăn mừng Tết Trung Thu như thế nào? Có giống như chúng ta ở tại Hoa Kỳ hay không? Rất là khác nhau thưa quý vị. Giống như hồi nãy Lê Thái cũng đã nói với lại Kevin với Kayla thì hoàn toàn là hai cái môi trường khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau. Và đến ngày hôm nay thì nếu mà chúng ta ăn Tết Trung Thu ở Việt Nam nó cũng khác Tết Trung Thu của Việt Nam hồi xưa nữa. Hồi xưa mình ăn Tết Trung Thu là mình cảm giác mình rất là háo hức. Mà ăn một cái bánh Trung Thu mình cũng rất là thích thú, và khi mà rước đèn có những cái đám bạn của mình chơi mình cảm giác là hứng thú. Nhưng thời điểm hiện tại thì theo như anh Thái thấy thì Tết Trung Thu mấy bạn trẻ bây giờ nó không còn những cái ký ức và những cái kỷ niệm đẹp giống như mà anh Thái với lại Hằng Ni hồi xưa khi mà mình đón Trung Thu ở Việt Nam. Và hoàn toàn là hai cái hoàn cảnh khác nhau ngay tại Hoa Kỳ. Thì đây cũng là cái năm thứ hai anh Thái đón Trung Thu ngay tại Hoa Kỳ. Và cũng được cái dịp làm chú cụi. Thành ra là anh Thái cũng chưa được cảm nhận được là cái Tết Trung Thu ở tại Hoa Kỳ như thế nào. Theo Hằng Ni thì như thế nào? Tết Trung Thu ở tại Hoa Kỳ thường thường là đàn ông, các anh trai phải lì xì cho các em gái á. Đó là cái văn hóa của Hoa Kỳ đó anh Thái. Đúng rồi. Văn hóa gì kỳ cục vậy? Dạ vâng. Quý vị có thấy đúng không ạ? Tết Trung Thu ở tại Hoa Kỳ nó phải khác ở Việt Nam tí xíu. Là các anh trai phải lì xì cho các em gái và chào anh chúc mừng Tết Trung Thu. Rồi Tết là lì xì nha. Như vậy là anh thiếu hai cái lì xì. Tại vì anh không biết văn hóa của Mỹ như thế nào. Bây giờ hiểu rồi nha. Hiểu rồi. Đây là rút kinh nghiệm Tết Trung Thu năm sau sẽ có hai cái phong bì lì xì đỏ dành cho Sophie và một là cho Hằng Ni. Quý vị làm chứng. Không nói giỡn thôi. Không em nói giỡn mà em cũng nói thiệt đó. Kính thưa quý vị, nếu mà nói về Tết Trung Thu ở tại Việt Nam thì có thể là Ni cũng đã có cơ hội để Bảo Trân trải nghiệm một cái Tết Trung Thu rất là quê mùa. Tại vì ngày xưa là Ni ở miền Tây thì ở trong một cái làng rất là nhỏ. Ni nhớ, luôn luôn nhớ có một cái lần Tết Trung Thu á. Thì ngày xưa ở dưới quê quý vị biết mà nó rất là nghèo. Cho nên không có nhiều dụng cụ làm cái lồng đèn. Thì Ni nhớ là anh hai của Ni có lấy mấy cái cây á, mấy cái cây sậy bình thường thôi. Thì làm thành giống như một cái lon, nhìn giống như một cái lon vậy đó. Sau đó anh dùng giấy kiến bọc xung quanh. Rồi sau đó anh đưa Ni chơi. Tại vì gia đình quá nghèo, không có mua được những cái lồng đèn. Thì Ni luôn luôn nhớ là cầm được tí xíu, đi vòng quanh những cái làng của mình tí xíu, đi tới trường học luôn. Đi độ khoảng nửa tiếng thì Ni làm cháy luôn cái lồng đèn của Ni. Vậy là giỏi lắm. Gái vậy là giỏi lắm. Giỏi lắm, cho nên từ giờ ấy là anh hai không cho làm lồng đèn nữa. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa đó cũng là một cái kỷ niệm không bao giờ quên được. Kỷ niệm thời thơ ấu ở tại Việt Nam. What a cute memory. Và thưa quý vị, sau đây để tiếp tục chương trình, Hằng Ni, Lê Thái và Bảo Trân mời quý vị thưởng thức bài hát và bài múa Đón Trung Thu do nhóm câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ với bé Kaylin và nhóm múa phụ họa trình bày. Trước khi giới thiệu bài hát tiếp theo, chúng con xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến thầy Cao Minh Hưng đã dành nhiều thời gian không chỉ đào tạo thế hệ trẻ giữ gìn nguồn cội mà còn sáng tác nhiều bài hát hay như là bài Đón Trung Thu tiếp theo đây. Con xin mời quý vị hãy thưởng thức bài Đón Trung Thu qua tiếng hát dễ thương của bạn Kaylin Ý Như Nguyễn với phần phụ diễn của một số em trong thiếu nhi câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ để đưa chúng ta đến với không khí mùa Trung Thu. Dần tỏa sáng bao em thơ nua đùa ca hát nào nắm tay cùng vui nào mai chút cuối hành nhà mời cùng em đón Trung Thu này
trong thâm lừng ngọt ngào nhịp trống vang tưng bừng rộn ràng lòng đêm giấy muôn hình thạch xinh cùng nhau nón trong xanh mời nơi đẹp nào rước đèn vòng quanh nào cùng đón tết trong thu vui trung thu trăng rằm tỏa sáng bao em thơ nô đùa ca hát nào nắm tay cùng vui nào mai chúc cuối hàng nhà mai cùng em đón trung thu này kia bánh ngon thơm lừng ngọt ngào trống vang tưng bừng rộn ràng lòng đêm giấy muôn hình thạch xinh rực rỡ trắng lung linh như cùng thật sáng đèn đó xanh mời nơi đẹp nào rước đèn vòng quanh nào cùng đón ta trong thu kia bánh ngon thơm lừng ngọt ngào nhịp trống vang tưng bừng rộn ràng lòng đêm giấy muôn hình thạch xinh cùng nhau nón trong thu rực rỡ trăng lung linh như cùng thập sáng đèn đó xanh mời nơi đẹp nào rước đèn vòng quanh